Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin hôm nay sẽ tiếp tục là những thông tin liên quan đến sự cố máy bay VJ356 của hãng hàng không Vietjet bị rơi bánh khi đang hạ cánh tại sân bay Buôn Ma Thuột vào đêm ngày 29 tháng 11 vừa qua. Ngày hôm qua, Cục Hàng không Việt Nam đang khẩn trương vào cuộc điều tra nguyên nhân sự cố này, bước đầu đã loại bỏ một số yếu tố về lỗi kỹ thuật. Theo đó, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, máy bay trước khi bị sự cố ở trong tình trạng tốt, không có kỹ thuật, điều kiện thời tiết khi hạ cánh cũng tốt. Trước khi hạ cánh, phi công không yêu cầu mặt đất hỗ trợ kỹ thuật. Do yếu tố kỹ thuật được loại trừ nên Cục Hàng không cũng không yêu cầu dừng khai thác các máy bay cùng loại tại Việt Nam để kiểm tra. Cục Hàng không Việt Nam cũng loại trừ nguyên nhân sự cố do lỗi kỹ thuật và đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc. Cơ quan chức năng đã làm việc với phi hành đoàn gồm cơ trưởng người Philippines và cơ phó người Tây Ban Nha, đồng thời kiểm tra hộp đen của máy bay. Ngày hôm nay, mùng 1 tháng 12, đoàn chuyên gia của hãng sản xuất máy bay Airbus sẽ đến Việt Nam để phối hợp điều tra khắc phục sự cố hư hỏng máy bay.